Xin chào các bạn, bộ phim về ông thần lươn lẹo Loki vừa ra mắt đã làm mưa làm gió các phòng vé. Nó lôi cuốn tới mức làm các fan của dòng phim siêu anh hùng cũng phải phát khùng. Có người bảo rằng xem chỉ 3 tập phim của Loki cũng hay bằng xem hàng trăm bộ phim khác, mà càng xem đến cuối lại càng thấy hay. Nào cùng vua phim theo dõi một bộ phim cực hay về ông thần hài hước Loki này nhé. Câu chuyện bắt đầu từ thời biệt đội siêu anh hùng vừa bắt được Loki. Mọi người xuống dưới tầng nhưng không cho hắc vào trong thang máy, dẫn tới anh ta tức giận đập phăng cái vali, khiến khối Tesseract bắn ra chân của Loki. Hắn lập tức lấy nó và biến mất. Rồi Loki rơi xuống một sa mạc tại Mông Cổ. Vừa hay lúc này một cánh cửa không gian mở, bước ra là 3 người. Đây là những người quản lý phương sai thời gian, chuyên đi săn bắt những kẻ khiến dòng thời gian bị thay đổi. Vì Loki đã làm thay đổi dòng thời gian nên bị bắt ngay. Thần lừa nghĩ rằng mấy con người nhỏ bé này thì làm gì được hắn. Không ngờ bà cô vả cho một cái rùi cui méo hết cả mồm. Bởi vì họ là người kiểm soát thời gian, nên họ có quyền làm cho thời gian của họ chậm lại hàng nghìn lần, khiến một vị thần giỏi như Loki cũng chỉ là con ruồi nhỏ bé trước mắt họ. Sau khi bắt được Loki rồi, họ thả ra một thiết bị sửa lỗi dòng thời gian. Loki vừa bị bắt về muốn bỏ chạy, nhưng chị béo chỉ ấn một nút là anh ta quay lại như lúc ban đầu. Không ngờ một vị thần quyền hành ở Asgard, mà ở đây chỉ bị đối xử như một tù nhân thông thường, liên tục bị nhà tù thả xuống các căn phòng để kiểm tra thông tin, rồi được đưa đến căn phòng lớn để xem một vi tại sao anh lại bị bắt. Hóa ra trước đây vũ trụ có vô số dòng thời gian khác nhau, dẫn tới các vũ trụ liên tục đánh nhau và phá hủy mọi thứ. Ba vị thần bảo hộ thời gian đã xuất hiện và tái thiết vũ trụ thành một dòng thời gian duy nhất. Ba vị thần Timekeeper tiếp tục giữ gìn sự ổn định của dòng thời gian duy nhất này, nhưng đôi khi một số người lại tách khỏi dòng thời gian đi theo hướng khác. Họ được gọi là một biến thể, và mỗi biến thể xuất hiện sẽ làm tăng sự mất ổn định, và quá nhiều biến thể sẽ lại dẫn tới cuộc chiến đa vũ trụ hủy diệt mọi thứ. Để tránh điều này thì ba Timekeeper đã thành lập ra cơ quan quản lý thời gian TVA. Cơ quan này sẽ sửa chữa mọi sai lầm và biến thể phá hoại thời gian, và chiếc rùi cui của cảnh sát có khả năng xóa đi mọi biến thể. Loki nhìn thấy bắt đầu đã biết sợ rồi. Phía khác, thanh tra Jasper ở trái đất đang điều tra một vụ giết người kỳ lạ. Vụ này là do một biến thể Loki nào đó đã rẽ nhánh thời gian gây ra. Vừa hay có người báo tin Loki đã bị bắt, mà Loki lúc này đang bị tòa phán xét vì dùng khối Tesseract để du hành thời gian. Nếu không biện hộ được thì sẽ bị xóa bỏ. Loki biết mình sẽ bị luận tội nên vận phép thuật để biến thoát, nhưng thế méo nào không biến được nhỉ. Hóa ra ở TVA thì không phép thuật nào sử dụng được hết. Quan tòa cũng lập tức phán anh mang đi xóa bỏ. May mắn lúc này thanh tra Jasper đứng lên ngăn cản. Thanh tra muốn nhờ biến thể Loki này giúp ông đi bắt những biến thể Loki khác, vì còn rất nhiều biến thể Loki khác đang hoành hành ngoài kia, mà so với Loki thì bọn ngoài kia còn nguy hiểm hơn gấp bội. Jasper ấn một cái nút, chiếc máy chiếu lên toàn bộ những sự kiện nổi bật trong cuộc đời của Loki. Anh hỏi lý do vì sao Loki lại làm những chuyện như vậy. Vì đơn giản, tôi muốn làm bá chủ vũ trụ này. Loki muốn tấn công thanh tra Jasper, nhưng chỉ cần Jasper ấn vào cái điều khiển là Loki lại về chỗ cũ. Loki bất lực ngồi phệt xuống đất mệt mỏi, khiến thanh tra Jasper đồng cảm mà kéo anh dậy. Loki cũng tranh thủ móc túi luôn cái điều khiển của Jasper. Đúng lúc này có việc gấp nên thanh tra Jasper phải ra ngoài. Đến khi quay lại thì Loki đã biến mất cùng với cái điều khiển. Quả nhiên thanh niên này móc túi nhanh vãi cả nồi, khiến cả văn phòng trở nên náo loạn. Loki lập tức biến đến kho đồ, ép nhân viên giao ra khối Tesseract. Mà tiếp theo còn một điều bất ngờ hơn, đá vô cực ở đây nhiều như là bi sắt. Ở đây chúng tôi chỉ dùng đá vô cực để chặn giấy thôi mà. Loki vỡ bở thó luôn vài viên. Thật chả hiểu nổi đây là cái cơ quan kiểu gì nữa. Thằng Thanos đúng là thằng trẻ con không biết gì. Vừa lúc này đội thanh tra thời gian cũng đến. Loki kịp thời dùng điều khiển biến quay trở về căn phòng. Anh xem lại hình ảnh người mẹ và người cha yêu quý. Nỗi nhớ cha mẹ trào lên khiến Loki ứa đẫm hai hàng lệ. Dù có ác hay lươn lẹo thế nào thì anh ta vẫn có tình cảm gia đình. Nhưng khi xem đến cảnh Thanos bóp cổ và giết, nỗi căm hờn lại trỗi dậy mạnh mẽ đến không ngờ. Ấy thế mà bà béo lại đến bắt anh trở lại. Loki phát tiết trở lên mạnh mẽ, thành công xích cổ được bà béo kia, dùng cái điều khiển xoay tua bà béo một hồi. Cho mày chừa cái tội bố láo bố toét. Nhưng rất tiếc là phép thuật không có tác dụng, nên không thể thoát khỏi cơ quan TVA này. Loki đành phải hợp tác với Jasper đi bắt biến thể Loki khác, bởi tên Loki đó đang đi khắp nơi tàn sát nhiều người, mà nơi gần nhất hắn đến là năm 1858. Đội thanh tra đến nơi cũng phát hiện ra một người ở đây, không ngờ rằng đây chính là một cái bẫy. Kẻ kia đã tẩm dầu đốt chết hết thanh tra và lấy đi bộ tái thiết thời gian. Rồi hắn tiếp tục nhảy đến 100 năm sau, đoàn thanh tra khác cũng đã theo dấu tìm tới. Một lần nữa lại rơi vào cái bẫy phục kích của hắn. Nữ chỉ huy đột nhiên đôi mắt sáng lên, rồi cứ thế giết chết đồng đội. Thì ra cô ta đã bị kẻ bí ẩn điều khiển tâm trí. Vậy là hắn lại giết chết thêm 4 thanh tra thời gian, cướp đi thiết bị và bắt đi luôn cô nữ thanh tra trẻ. Phía Loki bản gốc lúc này đã được làm nhân viên hỗ trợ thanh tra, lại được mặc chiếc áo oai như góc ghẻ. Mọi người nhanh chóng nhóm họp để tìm cách bắt biến thể Loki, bởi hắn là biến thể nguy hiểm nhất trong tất cả biến thể khác. Mà kỳ lạ thay, cứ mỗi biến thể Loki lại có một hình dạng và suy nghĩ khó đoán. Có lẽ chỉ có Loki bản gốc mới có thể suy luận ra được bước tiếp theo của hắn là gì. Mọi người lập tức tiến đến vị trí nơi nhóm thanh tra vừa bị giết. Thời gian đến đây sắp kết thúc nên mọi người phải rời đi ngay.
Nhưng bất chợt Loki ngăn lại, bảo rằng ai mà rời khỏi đây thì sẽ chết ngay. Loki nói đã suy luận ra kế hoạch của phiên bản này. Biến thể Loki hắn muốn cùng tôi lật đổ sự thống trị của TVA. Nếu các người muốn biết kế hoạch đó là gì, thì phải đảm bảo sẽ dẫn tôi tới gặp ba vị thần. Loki rất lươn lẹo nhưng không lừa được Jasper. Thanh tra liền đặt lại bộ tái thiết thời gian, xóa đi mọi thứ bị xáo trộn và trả lại dòng thời gian lành lặn. Sau vụ vừa rồi, Jasper ngày càng cẩn thận với Loki hơn, nên nhớ rằng phiên bản kia còn siêu việt hơn anh nhiều lần. Jasper cố tình nói vậy để kích thích sự đố kỵ trong Loki, từ đó khiến anh ta cố gắng hết sức để tìm kiếm biến thể, bởi ba vị thần canh giữ thời gian không cho họ nhiều cơ hội nữa, khiến Loki bắt đầu điên cuồng lao đầu vào đọc hồ sơ về các biến thể này, lục tung cả thư viện lên để tìm manh mối. Đến khi đọc đến hồ sơ quê nhà Asgard bị tận diệt, không hề có dấu hiệu của phương sai thời gian, Loki lập tức đến báo tin cho Jasper rằng biến thể Loki chuyên ẩn mình vào các ngày tận thế. Ví dụ như trước khi Asgard bị hủy diệt, thì hắn đến Asgard muốn làm gì cũng được, vì sau đó đằng nào Asgard cũng bị tiêu diệt, nên sẽ không để lại dấu vết về sự phân nhánh thời gian. Đó là cách hắn qua mặt đội thanh tra mà các ông không biết. Viên thanh tra thử đưa Loki đến một thị trấn trong quá khứ sắp bị núi lửa hủy diệt. Loki lập tức lao đến thả đám dê ra ngoài, rồi làm náo loạn các kiểu các kiểu. Thật không thể tin được, ở đây hoàn toàn không có năng lượng phương sai thời gian. Vậy có nghĩa giả thuyết của Loki đã đúng. Những tên Loki kia sẽ suốt ngày trốn ở ngày tận thế để che đậy dấu vết đi. Đặc điểm sẽ là những vụ thảm họa không còn người sống sót và một thanh kẹo đã không xuất hiện đúng nơi. Nhanh chóng Loki đã tìm ra manh mối. Chính xác là Loki đang trốn ở thảm họa Alabama năm 2050. Jasper lập tức tới xin lệnh thẩm phán cử một đội quân tới đó. Cả đội nhanh chóng tập hợp. Họ biết rằng mỗi lần biến thể Loki tấn công thanh tra đều lấy đi một bộ tái thiết, nhưng chưa biết âm mưu thực sự của hắn là gì. Cả đội lập tức đi đến cơn bão ngày tận thế năm 2050. Trời mưa ướt hết nên Loki liền dùng phép thuật biến khô quần áo. Ai bảo tôi là thần đẹp trai nhất vũ trụ làm gì? Mọi người nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm, mà không biết rằng tất cả đã rơi vào bẫy của Loki biến thể. Hắn cài đặt bộ xóa thời gian chỉ còn 20 phút, mà khi nó nổ thì tất cả những ai ở không đúng dòng thời gian sẽ bị xóa sổ. Bà béo và Loki lúc này đã gặp một thanh niên. Nữ thanh tra đi tới liền bị biến thể kia chiếm đoạt thân xác. Loki biến thể nói rất vui khi được gặp lại chính mình, mà ở nhóm thanh tra Jasper cũng đã tìm thấy nữ thanh tra mất tích. Phía bên này Loki và biến thể đang đi bộ, nhưng hắn ta cứ chạm tay sang ai thì cơ thể lại chuyển sang người đó. Quả nhiên là ưu việt hơn Loki bản gốc rồi. Loki nói rằng anh sẽ lật đổ ba vị thần Timekeeper và rất muốn có một người như biến thể này hợp tác. Nhưng Loki biến thể không có hứng với việc thống trị dòng thời gian. Nói rồi hắn cứ thế bỏ đi trong khi bộ xóa thời gian sắp nổ. Phía bên này cô gái hoảng hốt nói rằng cô đã cho Loki biến thể biết cách tìm ra ba vị thần Timekeeper. Còn Loki bản gốc cũng đã phát hiện ra bí mật của biến thể, đó là lừa cho tất cả mọi người đến tìm hắn để cho nổ bộ xóa thời gian, làm tan biến tất cả ai chống lại hắn. Mà quay sang thì đã bị một tên béo tấn công. Vậy là biến thể đã nhập sang một thằng cao to đen hôi vãi cháy. Hắn có lợi thế dễ dàng đánh gục Loki, mà thời gian đến lúc xóa sổ chỉ còn hơn một phút. Loki vội vàng vụt dậy nhưng đã quá muộn. Loki biến thể đã biến mất khỏi tên béo và hiện nguyên hình là một phụ nữ. Đúng lúc này bộ đếm thời gian đã hết, kích hoạt hàng trăm bộ xóa thời gian chuyển đi nơi khác. Lập tức xuất hiện hàng trăm dãy nhánh thời gian trên biểu đồ. Cả tổng cục TVA náo loạn vì dòng thời gian đã bị khủng bố. Tất cả các đặc vụ phải xuất phát ngay. Phía bên này Loki biến thể cũng tạm biệt rồi rời khỏi. Loki bản gốc cũng chạy theo biến thể rời đi trước mắt đám người. Thì ra Loki tóc vàng đã thôi miên nữ thanh tra, khiến cô ta bị ảo giác mà trả lời cách tìm ra ba vị thần Timekeeper đó, rồi qua cánh cổng thời gian tìm đến thẳng trung tâm đầu não, mà ở đây vừa huy động tất cả các nhân viên đi rồi. Quả nhiên là kế diệu hổ ly sơn kinh điển. Tiếc rằng ở TVA thì phép thuật không có tác dụng. Rất may nữ Loki này võ thuật cao cường, nhanh chóng đã giết hại nhiều thanh tra bảo vệ. Loki lúc này cũng đã tới nơi, cầm theo hai con dao nhanh chóng tìm thấy Loki tóc vàng. Cả hai lao vào chiến đấu hết sức. Vừa hay lúc này thẩm phán cũng đã đến nơi. Tóc vàng đòi khống chế Loki nhưng thẩm phán mặc kệ, đành phải mở ra cánh cửa đến một nơi xa. Hai người lúc này lại tiếp tục đánh nhau, mà không biết rằng nơi họ vừa dịch chuyển tới là một hành tinh lạ. Đây là ngày tận thế năm 2077 ở thì hành tinh này. Hai người chẳng đánh nhau nữa mà bỏ chạy thật nhanh. Theo sử sách thì đây là ngày tận thế khủng khiếp nhất được ghi chép lại. Hai người nhanh chóng chạy vào trong một cabin tạm trú. Loki tóc vàng tiến đến thôi miên Loki, nhưng tâm trí của Loki quá mạnh nên cô không thể điều khiển được. Giờ hai người muốn thoát khỏi đây thì cần phải tìm lại một thị trấn và tìm ra nguồn điện để sạc cái điều khiển cánh cửa không gian. Bởi cái iPad này cần một nguồn điện cực lớn mới sạc được. Hai người cuối cùng cũng tìm thấy một cabin có người. Tóc vàng đạp cửa liền bị bắn cho bay đi. Loki nghĩ rằng ngoại giao mới là phương pháp chuẩn, nhìn ảnh ông chồng rồi biến thành ông ta, sau đó thò mặt ra nói lời âu yếm. Kết quả cũng chả khác tóc vàng là bao, bởi thằng chồng bà ta chưa bao giờ nói lời âu yếm cả. Bà già tốt bụng chỉ cho hai người ra tàu hỏa để đến được phi thuyền sơ tán, ở đó sẽ đủ điện để sạc cho cánh cửa thời gian. Hai người đến ga tàu hỏa thì quá đông người khó mà lên tàu được. Loki nhanh trí biến thành một lính gác,
dễ dàng qua mặt bảo vệ đưa được Loki tóc vàng lên tàu, nhưng đến cửa soát vé liền bị chặn lại. Đến lúc này tóc vàng lại phải ra tay điều khiển tâm trí anh ta, nhờ vậy cuối cùng họ cũng lên được tàu. Loki hỏi tóc vàng nghĩ gì về tình yêu, tóc vàng nói yêu là chết ở trong lòng một ít, còn Loki thì nghĩ rằng yêu đương chỉ toàn là dối lừa. Nhưng ngạc nhiên thay khi tóc vàng ngủ dậy, lại thấy Loki đang hát hò nhảy múa tưng bừng cùng người dân nơi đây. Không ngờ rằng vị thần chuyên đi lừa lọc lại có một thái độ rất chi là yêu đời. Đúng lúc này quân lính vào kiểm tra vé, Loki không có liền bị bắt đi, kết quả là hai người phải ra tay đánh trả. Tất nhiên là hai vị thần nhà mình đâu phải dạng vừa, tiếc rằng Loki chủ qua nên bị chúng đạp bay đi mất. Tóc vàng thấy thế cũng đành phải nhảy theo sau. Mà lúc này Loki lấy cái iPad ra thì nó cũng đã bị đập vỡ, thế là cơ hội cuối cùng để rời khỏi đây không còn. Tóc vàng tức giận hét lên như một con sư tử. Loki lại đến an ủi rằng sao không đến cướp luôn phi thuyền và rời khỏi hành tinh này nhỉ. Hai người vừa đi vừa tâm sự nhiều hơn về bản thân. Qua câu chuyện Loki cũng biết rằng những thanh tra thời gian thực ra cũng chỉ là người trái đất. Hai người cũng nhanh chóng tiến đến được vị trí con tàu, còn 5 phút nữa tàu sẽ khởi hành rời khỏi, mà theo sự kiện thì tất cả người dân ở đây sẽ chết. Quả nhiên hành tinh kia cũng đã bắt đầu đâm va thiên thạch bay loạn xạ, mọi thứ lúc này đều trở nên hỗn loạn rối bời. Loki phải dùng ý nghĩ để ngăn một tòa nhà đổ xuống, vừa đánh đấm vừa xông lên về phía con tàu, nhưng ngay lập tức con tàu đã bị thiên thạch phá hủy. Phần 1 tạm thời kết thúc ở đây. Nếu các bạn muốn thì ngày mai mình review phần 2 nhé. Bye bye.